Nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long tiết lộ bệnh tình trở nặng vì chủ quan, đau đớn đến mất ngủ. Trong video mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long cho biết ông ỷ lại vào sức khỏe cộng thêm chủ quan, không uống thuốc nên bệnh tình ngày càng trở nặng. Đến thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ còn không thể đi lại được. Vừa qua, con trai nhỏ của nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long gây chú ý khi chia sẻ clip về bồ. Đang nói lần này, ông Hoàng Cải Lương không vui vẻ, hài hước như bình thường mà tiết lộ tình hình bệnh tật của mình. Theo đó, nam nghệ sĩ cho biết thời gian vừa qua vì ăn uống không cẩn thận nên bị gút, tình trạng ngày càng trở nặng, đến hiện tại ông không thể đi lại được. Chân tôi đang đau bút quá nên phải ngồi ngâm nước nóng. Mấy bữa nay tôi ăn bậy bạ nhiều quá nên chân bị gút đau kinh khủng. Vài hôm trước tôi ăn chay, đậu bắp chấm chao, nhưng mấy bữa sau lại ăn nhiều thịt bò, chao với thịt bò khiến bệnh gút lên cao, giờ đau đến không đi nổi, không chịu được, Kim Tự Long than thở. Nói xong, ông còn cho khán giả xem chân, xương phù, tẩy đỏ của mình, không biết làm cách nào. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long chỉ có thể ngâm nước nóng, mong giảm hết cơn đau. Giải thích rõ hơn, nghệ sĩ cải lương đình đám này cho biết lượng oxy uric trong máu của mình tăng cao dẫn đến bệnh gút. Trước đây, ông từng nhiều lần bị đau chân khi tập luyện cho các vở diễn, nhưng mức độ hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều. Bị đau như thế này tôi mới thương cậu năm Thanh Tòng, hồi xưa bị gút. Lên sân khấu đi không nổi, lúc đó tôi không biết gì, cứ nghĩ bị gút, có gì nghiêm trọng mà đi cũng không được. Bây giờ mới biết nó đau như thế nào, bây giờ bị gút rồi tôi mới hiểu cho cậu Thanh Tòng, đi không nổi, muốn cũng không đi được, nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long buồn bã nói. Dặn dò khán giả, nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long khuyên mọi người, khi đã bị gút, cần kiêng khem cẩn thận. Thứ nhất, không được ăn lòng của bất cứ con động vật nào. Thứ hai, không được ăn trao, cực kỳ nguy hiểm. Thứ ba, không được ăn nấm. Thứ tư, ngừng toàn bộ hải sản. Thứ năm, không uống bia rượu. Ai bị gút, không nên ăn những món này, nguy hiểm lắm. Tâm sự thêm, nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long cho biết, nhiều hôm trước, ông đã bắt đầu có triệu chứng đau nhức. Tuy nhiên vì quá chủ quan nên nam nghệ sĩ không uống thuốc, khiến bệnh tình giờ đây càng trở nặng. Ông cảm thấy hối hận vì đã ỷ lại vào sức khỏe. Nếu uống thuốc sớm hơn, có thể sẽ không đau đớn nhiều như hiện tại. Khi đón nhận tin buồn nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ qua đời từ các cơ quan báo đài, tôi đã ngay lập tức liên hệ với nghệ sĩ Thanh Điền, chồng của nghệ sĩ ưu tú Kim Thanh Huệ. Có lẽ do đau buồn và anh phải lo hậu sự cho chị Thanh Kim Huệ nên tôi đã không thể liên lạc được với anh. Với trang cá nhân nói riêng và đặc biệt nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả của chị Thanh Kim Huệ nói chung, sự ra đi của chị là một nỗi đau vô cùng to lớn. Nghệ sĩ cải lương Kim Tự Long trải lòng với dân Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.